Xin chào các bạn. Hi. Lại là mình đây. Hôm nay thì vẫn là một video clip liên quan đến chủ đề về từ vựng. Thế nhưng sẽ không phải là một video học từ vựng theo chủ đề giống như là những video trước nữa, mà hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề mới hơn. Đó là chủ đề liên quan đến những cặp từ đồng nghĩa. Hi. Và mục đích của video clip này chính là nhằm hỗ trợ các bạn ở trong kỳ thi sắp tới. Hi. Ok. Thì ở đây mình có chuẩn bị 30 cặp từ đồng nghĩa. Và 30 cặp từ đồng nghĩa này đều là những cặp từ đồng nghĩa rất là phổ biến, dùng rất là nhiều, đã xuất hiện ở trong kỳ thi và chắc chắn là cũng sẽ xuất hiện tiếp ở trong các kỳ thi tiếp theo. Thế nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nó nhé. Ok. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào cặp đầu tiên. Cặp đầu tiên của chúng ta có từ đầu tiên là thay hen, đúng không ạ? Thay hen là nói về cái sự khó khăn, vất vả. Và tương ứng với nó thì mình sẽ có một từ ở đây là từ kitsui. Thì nó cũng sẽ có một nghĩa mang nghĩa là khó khăn. Được chưa ạ? Hãy nói về cái sự khó khăn, nói về cái sự vất vả nào đó. Được không nào? Hãy. Ok, tiếp theo cặp thứ hai chúng ta có từ đầu tiên là từ scattered. Scattered, cái từ này thì chắc chắn là chúng ta đều biết, đúng không? Là mệt mỏi. Trong cái cụm gì nhỉ? Tsukaresama deshita, đúng không ạ? Hay. Vậy thì tương ứng với nó chúng ta sẽ có một cái từ vựng như thế nào? Đó là từ kutabireru. Kutabireru. Cái từ này sẽ hơi mới một tí đúng không ạ các bạn? Nó là từ vựng của N2 nhá. Thì nó cũng mang nghĩa là mệt mỏi luôn. Được chưa? Bằng nhau nhá. Tsukareru và kutabireru. Được chưa nào? Đều là mệt mỏi. Tiếp theo chúng ta sẽ có từ gì đây ạ? Ketten. Ketten rất là đơn giản là cái khuyết điểm, cái điểm còn thiếu. Thì tương ứng với nó ở đây chúng ta có cụm là warui tokoro. Warui tokoro chính là những cái điểm mà còn chưa tốt, cái điểm xấu, điểm không tốt, đúng không ạ? Hai. Chatsugi. Esaki. Saki là vừa nãy, hồi nãy, lúc nãy. Chúng ta có một cụm bằng với nó là gì đấy? Skoshi mai ni. Skoshi mai ni, một lúc trước. Được chưa? Hai. Ok nhá. Tiếp theo, kinitteru. Kinitteru là thích. Thích, đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ có một từ tương ứng với nó là suki. Suki. Được chưa? Tiếp theo, size. Size là cái kích cỡ quần, kích cỡ áo các thứ, váy các thứ chẳng hạn, đúng không? Size thì ở đây chúng ta có một từ tương ứng với nó là gì đây ạ? Okisa. Okisa cũng nói về gì nhỉ? Cái độ lớn. Cái từ okisa nó bắt nguồn từ cái chữ, từ cái từ oki, cái từ tính tự, cái tính từ đuôi y là oki, là to ấy. Thì tính từ đuôi y khi mà danh từ hóa lên thì nó bỏ y cộng với sa, đúng không? Thì nó sẽ nói về cái mức độ. Thì đây sẽ là độ lớn, nó sẽ tương ứng với từ size, đúng không ạ? Hay, ok. Dừng lại một chút, đó là có một số chú ý nho nhỏ đối với các bạn là ở cái dạng bài từ đồng nghĩa như thế này ấy, thì mình, cái nhiệm vụ của mình á, nhiệm vụ của người đi thi ấy, là tìm ra một đáp án có nghĩa gần nhất với cái từ gạch chân trên đề, chứ không phải là tìm một đáp án bằng hoàn toàn nghĩa nhá. Cũng sẽ có những câu mà nghĩa của đáp án và nghĩa của cái từ gạch chân bằng nhau hoàn toàn, thế nhưng mà cũng sẽ có những câu mà nó sẽ chỉ là những cái từ vựng mà có nghĩa sát nhất với cái từ gạch chân và phù hợp với cái nội dung của cái câu hỏi ở phía trên mà thôi, đúng không ạ? Nhớ. Thế nên là không phải là đáp án nào nó cũng sẽ có nghĩa hoàn toàn bằng với cái từ gạch chân ở phía trên, đúng không ạ? Ok nhá. Tiếp theo chúng ta đến với cái cặp từ nữa. Đầu tiên là shaberu. Shaberu là cái việc nói chuyện, tán gẫu, đúng không? Thì nó sẽ bằng với cái từ rất là đơn giản thôi, đúng không? Nó sẽ tương ứng với cái từ rất là đơn giản, đó là cái từ hanasu. Hanasu là nói chuyện. Thì nếu mà nâng cao hơn một chút, tầm khoảng N2 hay là N1 chẳng hạn, thì nó có một cái từ nữa là cái từ jatsudan. Jatsudan cũng là nói về cái việc nói chuyện phiếm, tán gẫu gì đó. Được chưa ạ? Thì ở đây chúng ta có 3 từ nhá, các bạn có thể lưu ý. Rồi tiếp theo chúng ta có từ kitchen. Kitchen là bếp. Bằng với cái từ gì đấy các bạn? Kitchen là bếp và bằng với daidokoro, đúng không? Daidokoro cũng là nhà bếp đó. Ok. Rồi tiếp theo là từ ichi. Ichi là vị trí. Vị trí tương ứng với nó sẽ là basho.
場所là địa điểm, vị trí địa điểm cũng tương ứng với nhau đúng không ạ? Hai, ok, tiếp theo. 理由, 理由 là lý do. Lý do đúng không? Cái từ lý do thì chúng ta có thể biết nhưng mà đáp án của nó thì chúng ta có thể là chưa nhớ chẳng hạn, không biết cái từ nào có nghĩa bằng hoặc là gần bằng cái từ đó chẳng hạn. Thì đây chúng ta sẽ có một từ tương ứng với nó là từ wake. Wake. Đó, trong cái cụm iwake á. Iwake. Biện hộ đúng không? Thì wake ở đây chính là cái lý do, cái nguyên nhân, được chưa? Hay. Tiếp theo. Okashina. Okashina. Nói về cái gì đó nó hên, đúng không? Cái gì đó nó hên. Thì bằng với nó sẽ có cái từ gì đấy ạ? Henna. Henna. Cái gì đó nó cũng là hên, nó cũng là kỳ quái, nó cũng là kỳ lạ đúng không? Nó không bình thường đúng không ạ? Hai. Rồi tiếp theo, một từ nữa. Kikai. Kikai. Ở đây các bạn phải chú ý nhìn vào chữ Hán nhá. Kikai ở đây nó không phải là máy móc, không phải là chữ cơ với chữ giới, mà nó là chữ cơ với chữ hội. Thì mình ghép Hán Việt lại thì chúng ta đã có một cái nghĩa của nó luôn rồi, đó là gì đấy ạ? Là cơ hội đúng không? Cơ hội. Đó thì trong katakana nó có một từ gì nữa cũng đọc là cũng với nghĩa là cơ hội đấy mọi người. Chance đúng không? Chance nhá. Kikai bằng với chance là cơ hội. Ok. Hai. Rồi tiếp theo đến với từ tanki. Tanki. Tan ở đằng trước là chữ đoạn, là ngắn. Ki. Ki ở đây đại diện cho cái tính khí của mình đúng không? Đó thì tanki nói về những cái người mà nóng tính, dễ nổi giận. Đó, thì mình có một cái cụm tương ứng với nó đây là gì ạ? Sugu okoru. Sugu okorimasu. Okoru là nổi giận, tức là dễ nổi giận, dễ nổi cáu. Dạ. Tiếp theo đến cặp từ nữa, từ tokui. Tokui là đắc ý, là giỏi, đúng không? Đó. Trái ngược với tokui là gì đấy các bạn? Từ nigate, đúng không? Nigate. Vậy thì tương ứng với cái từ tokui, tokui na thì chúng ta sẽ có cái cụm đó là jōzu ni dekiru. Jōzu ni dekiru. Ừ. Tức là mình có thể làm gì đấy? Mình giỏi, mình làm một cái gì đó rất là giỏi. Ok. Và gần nghĩa với nó nữa thì cũng có cái từ gì đấy ạ? Umai. Umai, ngon, giỏi, khéo. Đúng chưa? Hay. Rồi, dạ, tiếp. Tōzen. Tōzen là đương nhiên. Bằng với nó mình có từ gì ạ? Mochiron. Mochiron là đương nhiên. Hai. Rồi tiếp theo. Okimari. Okimari. Nói về nhỉ? Cái động từ kimaru thì là cái gì đó được quyết định, đấy là động từ. Còn kimari, đúng không? Kimari nó là một danh từ thì nó sẽ nói về những cái quy định, quy tắc. Đó. Thì quy định, quy tắc thì chúng ta có những cái từ vựng gì ạ? Kisoku. Đúng không? Kisoku. Và một từ katakana nữa là gì đấy? Rule. Rule. Nhá. Nhớ ba cái đó được chưa? Okimari, kisoku và rule, ba cái. Tiếp theo, chúng ta có từ yōyaku. Yōyaku, cuối cùng thì. Bằng với nó, chúng ta sẽ có một từ đó là từ yatto. Yatto, đúng không? Yatto nanyani. Tức là nói về cái gì nhỉ? Cuối cùng thì cái điều mình chờ đợi nó đã tới. Thể hiện cái sự mong chờ với một cái sự việc, một cái người nào đó chẳng hạn, đều được nhá. Cuối cùng thì cái điều mình mong chờ, cái điều mình chờ đợi nó cũng đã tới đây rồi. Cuối cùng thì cô ấy cũng trả lời thư của tôi, trả lời tin nhắn của tôi rồi. Đó, được chưa? Ok, tiếp theo. Oshimai. Oshimai nói về cái sự kết thúc thì sẽ bằng với owari, đúng không ạ? Owari cũng là kết thúc. Cặp tiếp theo nữa. Shudan. Shudan là nói về cái phương thức, cái cách thức, cái thủ đoạn, đúng không? Ok, thì tương ứng với nó mình sẽ có gì ạ? Yarikata. Yarikata. Cách làm. Cách làm với phương thức thì nó cũng tương ứng với nhau, tương tự như nhau, đúng không ạ? Hay. Rồi, tiếp theo nữa là gì đấy ạ? Sotto. 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 Nói về việc là mình làm một cái gì đó rất là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, cứ nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để cho mọi người ngủ ấy. Kiểu thế, hay là mọi người đang ngủ đi chơi khuya về thì mình sẽ nhẹ nhàng đi vào chẳng hạn, đúng không? Thì tương ứng với nó mình sẽ có là shizuka ni.
Shizukani, làm gì đó một cách yên tĩnh, một cách nhẹ nhàng, nó một cách lặng lẽ. Rồi, hãy gì? Tashō. Tashō là ít nhiều. Thì mình có thể hiểu là nó là một chút, một ít thôi ấy. Ít nhiều thì cũng phải ăn đi chứ, đúng không? Thì nghĩa của nó chính là một ít, một chút. Thì tương ứng với nó sẽ có từ gì ạ? Từ chotto. Chotto hay là skoshi cũng được, đúng không? Hãy, rồi. Tiếp theo, kawaii. Kawaii, cái từ này thì chúng ta đều biết. Nhưng mà đặc biệt là phải để ý đến kanji mọi người nhá. Người ta viết hiragana có thể là mình biết, nhưng nếu người ta viết kanji thì có thể mình sẽ hoang mang, nên là cần phải ôn lại kanji của nó nữa, ok không ạ? Hãy, kawaii là sợ. Tương ứng với nó mình có một từ là osoroshi. Osoroshi, một từ vựng của N2 đúng không? Cũng là sợ. Hãy. Ok, tiếp theo. Kansha. Kansha là cái sự biết ơn, đúng không? Cảm tạ, biết ơn ấy. Thì tương ứng với nó mình có từ ode. Ode cũng là cảm ơn, biết ơn đúng không? Hai. Tiếp theo một cặp nữa cũng rất rất là quen thuộc luôn. Chūmon suru, chūmon shimasu. Cái này là gì nhỉ? Gọi món này hay là đặt hàng gì đó đều được, đúng không? Vậy thì tương ứng với nó mình sẽ có một từ, đó là từ tanomu. Tanomimasu. Cái từ tanomu, tanomimasu nó chính là gì đấy? Là nói về cái sự nhờ vả, cái sự yêu cầu gì đó. Thì chūmon chỉ chính là gì ạ? Đặt món, gọi món. Được chưa? Hay. Tiếp theo chúng ta có từ tadachi ni. Tadachi ni là ngay lập tức. Thì tương ứng với nó là gì đấy ạ? Sugu ni. Cái này bằng nhau luôn. Tadachi ni bằng với sugu ni, ngay lập tức. Được chưa? Hay. Tiếp theo. Sumu. Sumu là hoàn thành, là kết thúc, bằng với owaru. Owaru. Hay. Tiếp theo. Mizukara. Nhìn cái chữ Hán thì có một chữ thôi nhưng mà đọc rất là dài đúng không? Mizukara. Mizu là nước, kara là từ, đúng không? Từ nước. Mizukara là tự bản thân mình. Bản thân mình. Dạ. Mizukara thì tương tự với từ jibun. Jibun. Ok. Tiếp theo từ soro. Soro là cái việc thu thập. Thu thập. Vậy thì chúng ta sẽ có một cái từ tương ứng với nó là gì đấy ạ? Atsumaru. Atsumaru. Đúng không? Ok, và tiếp theo chúng ta có từ osoraku. Osoraku. Osoraku thì mang nghĩa là có lẽ. Có lẽ. Thì tương ứng với nó là gì đấy ạ? Tabun. Đúng không? Osoraku tương ứng sẽ là tabun. Có lẽ, không chừng đó. Được chưa? Và cặp cuối cùng của chúng ta trong ngày hôm nay đó là cụm từ đầu tiên, kono goro. Kono goro, dạo gần đây. Tương ứng với nó sẽ có từ gì ạ? Sai. So, 最近, ですね. 最近, この頃, 最近, gần đây, dạo gần đây. Được chưa? Ok, vậy là trên đây chúng ta đã cùng nhau tổng hợp cũng như là ôn tập, hay cũng có thể là học thêm một số những cặp từ đồng nghĩa đã xuất hiện và cũng sẽ xuất hiện ở trong những kỳ thi sắp tới. Mọi người hãy cố gắng ôn lại những cái cặp từ đồng nghĩa này và chắc chắn là trong kỳ thi sắp tới các bạn sẽ gặp đấy. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở trong clip lần sau nhé. Bye bye.